Chết 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 kìa con. Rồi quá. Chắc này đông quá rồi. Chắc này quá nước rồi. Hả? Nhau luôn. Mình cảm giác quá ghê rồi. Dạ, em mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Dạ thì ngày hôm nay là ngày 16 tháng 10 2023 dương lịch. Thì buổi sáng em có một cái video ghi hình cho cô chú xem cảnh ở Bình Thủy và những nơi ngập lụt nặng ở Cần Thơ của chúng ta. Thì nhìn thấy rất là buồn các bạn ha. Tại vì đây là một trong những làng ngập huyền thoại. Tuy nhiên không phải so với các cô chú ở Đà Nẵng, ở Huế, ở miền ngoài thì mình đây cũng chưa gọi là gì hết. Nhưng mà ở miền Tây chúng em thì chịu nạn liên tục như thế này. Nhưng mà năm nay rất là nhiều chuyện ly kỳ xảy ra. Đầu tháng 7 là bắt đầu ngập rồi cô chú ha. Rồi bây giờ tới tháng 8, rồi tới tháng 9. Thì bây giờ mình chỉ còn trọn vẹn một tháng nữa thôi là đỉnh điểm là gặp tháng 9. Rồi thì bây giờ hôm nay mà tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng ghi nhận một số hình ảnh để cô chú có thể có nhìn một cái nhìn tổng quát nhất từ buổi sáng cho đến buổi chiều ở tại thành phố Cần Thơ của chúng ta. Sau đó em sẽ di chuyển về Vĩnh Long và những nơi ngập sâu trong đợt gầm này tới. Em xin mời cô chú cùng đồng hành trong video này. Và cô chú anh chị và các bạn xem video nhớ tặng cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có thêm động lực cho nhiều video hay và hấp dẫn hơn. Đây để bắt đầu xuống rồi nè. À. Là trước. À, ngoài kia trước nha. Trước còn ở đây còn trăm, bên kia ở đây có xuôi sao. Dạ. Sao ra sao. Mà. Lâu lâu nó có được năm được lâu nó tống cái lực mạnh vô. Dạ. Nhưng mà ra thì là nó rút thôi, mình tống nó ra từ từ. Dạ. À vô thì vô nhanh ha. Vô nhanh nhưng mà ra thì nó tống. Dạ. Ra theo đường tống. Trời ơi. Quá trời. Ơi vô vô giỏi chẳng kẹt kìa. Trời ơi có tiếng được giỏi. Vô vô luôn em, vô luôn em. Vô luôn không? Ừ vô. Dừng xe đó. Từ từ. Trời ơi bạn ngay kìa. Ngay ngã tư phải không em? Cả từ đường Võ Văn Kiệt, đường này gì sân bay nè cô chú ha. Cho ở chung đấy sâu. Ê chạy nha, nẹt nẹt ra chút em để em coi nó vô bộ á. Nẹt dữ già chứ, trời ơi sốc rồi, quá trời. Chết. Quá ta hoàng hợp. Quá sâu luôn. Ý là nước giật rồi đó nghe. Rồi thì bây giờ mời cô chú cùng ghi nhận lại một số hình ảnh ở tại đường Võ Văn Kiệt về sân bay Trà Nóc. Rồi chúng ta sẽ di chuyển về hồ Bún Sáng cô chú ha. Nếu mà không kẹp thì buổi chiều em sẽ quay lại để ghi hình cho cô chú xem. Buổi chiều còn nước lên đỉnh điểm lên nữa. Dạ các bạn ha, thì bây giờ trên tuyến đường này, đường này cô chú sẽ đi về được cầu Cần Thơ nè. Và đường này thì cô chú nhìn thấy đây là đường Võ Văn Kiệt đây. Bên kia thì ngập hết các bạn ha. Bên đây thì bây giờ lực lượng giao thông của chúng ta cũng đã can thiệp vào để ngay chân ngã tư này ngập rất là sâu luôn các bạn. Em mời cô chú cùng tham quan mình đi một vòng ha. Quá xa rồi bạn ha. Quá sâu em ha. Quá sâu lắm, sống rồi kìa.
giờ đi rất là nguy hiểm luôn cô chú. Con đường này gặp nặng luôn á. Cô chú nhìn thấy chắc này nước chảy như bị cắt cổ luôn ha. Quá xá rồi. Bữa nay mới có mùng 2 thôi mà như vậy nè cô chú. Nếu mà vào những ngày đỉnh điểm thì cái khu này chắc dữ dội luôn đó. Nhưng mà do cái tuyến đường á, cái lường rõ nó bị xéo á cô chú. Nó bị xéo lên vậy nè. Bị xéo lên nè, ở bên kia nó đỡ hơn ha. Bên kia đỡ hơn nè. Ở đây cô chú nhìn thấy nè. Quá xa. Nước ngập như vậy em đi lại bằng gần mấy cục điện á. Rất là sợ luôn cô chú. Cô chú nhìn thấy nhà cửa vậy kìa, xe mình nâng lên cao nó ngập chân. Em đi học cái gì? Em đi học hả? Nhà em gần đây không? Dạ. Ngập như vậy mà ở trên mưa nữa cô chú. Bây giờ mưa nữa, áp thấp nhiệt đới á, nó làm cho nước không có bị cạn, càng lúc càng cao lên thêm. Thủy chiều rút nhưng mà rút chưa có nhiều, vừa mới hơi thôi. Chứ hơn nữa ngay chẳng cái giờ này là giờ cao điểm ngày thứ hai cô chú, giờ cao điểm ngay ngày thứ hai luôn. Giờ đi làm của các cô chú nữa, học sinh nữa. Quán cà phê là cô chú nhìn nè. Rồi xin chào, để xin mình đi ghi nhận nhiều số hình ảnh cho bà con xem ha. Ở đằng kia là latte phải không ta? Phải không? Ờ đúng rồi. Phải không? Mát hả? Ở sao chỗ này nó ngập dữ vậy ta? Ờ, cái đường Mậu Thân này tính ra ngập sâu kêu dài lắm á. Đường Mậu Thân này hả? Đúng rồi. Trong này là 3 tháng 2 cái máy là về đại học Bình Sơn. Dạ. Bên kia không dài là chỗ đi chết máy luôn hả chị? Chạy bên kia lên là được rồi. Còn xíu nhào qua nước. Rồi đó. Dẫn lại thằng này cho ta ấy đi chứ. Vì chuyện chạy đâu chạy được đâu. Được không? Được không? Em tiếp. Dạ. À, trời. Không xong nữa. Đây để em đẩy cái bánh xe lên. Đặt cái bánh xe lên. Từ từ nha. Nãy chú yên không? Rồi. Câu hồi mê. Hồi mê cái cột luôn. Câu hồi mê quên. Được không ông? Được không? À? Được không? Rồi vô đó ha. Rồi sâu quá bạn ha. Không ra đó hả? Nhưng mà con thấy là lên thì lên nhanh mà ngập, giật thì giật chậm. Cái chỗ này nè, chỗ này chậm lắm luôn nè. Dạ. Bằng mí này luôn hả ông hả? Bằng mí này luôn hả? Cái Nó phá lên luôn.
Hồi cái hồi hôm gài có con nước nào ngập như vậy không? Chưa tới. Dưới này chút ha. Theo ông độ là con nước chiều này như thế nào không? Hết ha. Dạ. Dạ. Con ngồi vậy ké chút. Dạ. Ủa bà bán cái gì bà? À bán ở đây đấy ha. À rồi nước ngập gì là mình bán vòng vòng ở đây thôi chứ khách đâu có vô được đâu. Dạ. Bình thường là lên cái cấp thứ hai đó không không? Cấp một ha. Dạ. Năm rồi lên dữ lắm nha. Năm rồi tháng nào bà ha? Cũng tháng này nè. Cũng tháng này đấy ha. Ừ, tháng này. Tháng 7 bắt đầu tháng 3. Rồi, tới rồi đi. Cũng dạ. Lên cái nền đó. Nói đúng ra tháng 7 chịu à. Tháng 8 này. Tháng 9 Dạ. Nửa tháng 10 sau là dịch đó. Mà nói năm rồi đó tôi động thêm một miếng giác gì nè. Chặn thêm miếng giác nữa. Cái chai rồi cắt dưới nha, cái cắt trên đó nha, cắt dưới bỏ cắt trên á. Rồi nè, chịu không nổi rồi mấy đứa nó mi cho chút đỉnh lên. À bây giờ mình nâng lên được cao rồi vẻ rồi. Nhưng mà đỉnh điểm là sẽ ngập lên tới chỗ này nè. Đây là đỉnh điểm nè, đỉnh điểm là theo con nghĩ là tới nước gầm tới là sẽ ngập tới cái cấp này luôn á. Đây nè, cái cấp. Dạ. Dạ. Còn ở trong này bây giờ là buổi khi hết nước giật rồi là mình buôn bán. Dạ. Thì bán rồi. Dạ. Cái năm đầu đó là cái giấy đài đó đó. Chú thấy cái giấy đài trên đó ha. Dạ đó đấy ha. Bên đó là tới miếng. Tới miếng dưới nào mà đá con cái bỏ cây tu xuống. Rồi xe bự nó chặn ngang đây. À. Xe bự nó chặn chắc không có chào. Dạ. Không có chào. Năm rồi đó tôi lên quá trời. Hai nó lấy hai chiếc xe tải như nè. Nó đậu ngang. Nó vô. À. Chút không chiếc nào vô. Muốn chết luôn. Năm rồi là tôi mất cái ấm luôn. Vậy thế hả? Mà bình ga đó cũng mất rồi, bếp ga thì dớt được. Rồi cuối cùng bây giờ mình đã nâng lên được cao rồi. Nâng rồi, cái này là năm nay là nước ít chứ còn nước nhiều là tôi đưa lên trên bàn luôn. Dạ cái này nè, nếu mà cái này nè con nghĩ là nước gầm tới nha, theo con nghĩ nước gầm không nước tới. Gầm tới là không tới ha. Tới đâu. Dạ. Nước gầm này gầm tháng 9 rồi, không có đổ đâu. Mà mình được có cái nhà thì cũng đỡ rồi. Ừ, đỡ rồi đó. Đỡ rồi bởi chứ. Còn ba cái đồ đạc này á là theo bà nghĩ là tới gầm tháng 9 tới chỗ con chó nằm không? Cao tới đó. Dưới dạ thôi ha. À. Đó, dưới dạ. Bây giờ mọi thứ các bạn đã chuẩn bị hết rồi ha, đưa lên cao hết rồi kìa. À. Ba mấy cái dừa này bán hết thì tôi nghĩ chắc đầu lên. Dạ, chắc đầu lên. Chết máy hả em? Chết không? Ngập luôn hả? Ít ba mà. Đèn thôi coi nè. Quá xá rồi. Không làm gì review hả? À, em đi quay phim cho bà con xem á. Là bánh gì? Con đi học về đó hả? Dạ. Rồi, em chào con. Tiếp. Qua để tiếp bạn. Xem gan vậy? Em tính chạy ở phía ngoài này mà. Không được đâu, em chạy trong này nè. Em chạy ngoài. Tắt máy luôn hả? Không, em tự tắt luôn. Ngừng lần tí đi. Không biết nó có tắt không. Em ngừng lần tí đi. Em chạy từ bên cái quán đó các bạn, chạy qua tới đây mà. Quá xá rồi. Cái chiếc xe này của em hoàng em mình đó. Nó bị ấy luôn bạn. Tới bô luôn rồi. Ở bên đây là sập ngập nhiều nữa bạn. Ở bên đây là ngập nhiều ha. Buổi chiều này em tưởng nó ít không à, mai giờ buổi chiều rồi quá xá rồi bạn ơi. Đường này thì cô chú đi qua được cái cầu Cồn Khương á là sẽ chạy qua được khu ẩm thực bên đây rất là nhiều. Còn đây bây giờ những đứa nhỏ nè bạn. Buổi chiều nó gặp nước lên tích nè bạn. Em sợ.
mỗi một khi mà các cô chú đặt vào mình vào một cái vị trí này ha, là một khi nước lên như thế này rồi mình cầm một cái phương tiện đó bạn, là rất là sợ luôn. Em mà tới em tưởng là bỏ xe không đó bạn. Cô chú nhìn thấy này, mọi người đậu xe trên cái dĩa hè nè, mà là gặp cỡ này luôn nè. Bây giờ ở dưới Bến Kiều là chắc dữ dội luôn đó bạn. Em cũng quay một số đôi nét cho cô chú xem rồi mình đi đến đường Mậu Thân và đến Bến Kiều ha. Cẩn thận nha. Ủa phê kìa. Ngon không? Ủa phê ngon không? Nhỏ tắm luôn kìa. Mấy con không sợ sao? Dạ không, tao có biết bơi. Bơi hả? Ngập dữ lắm luôn rồi đó. Cẩn thận nha. Cẩn thận nha con. Con này chàng. Con này tới luôn nè. Quên mấy con còn đạp được không hay là chỉ là đem xe ra đây chơi thôi? Dạ, được. Hả? Được hả? Ở trên này thì đỡ khô hơn bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển về Bến Ninh Kiều ha. Ở đây cô chú nhìn thấy những cái chiếc xe mà bây giờ nó ngập quá khá luôn nè. Như đây thì vô quán ăn nè bạn. Còn em mình nó nướng các bạn. Đây nướng đồ nè. Nè đó, cô chú nhìn thấy ghế của em mình nó ngồi không? Quá xa rồi. Đây là quán nhậu Tiger bạn ha. Quá xa rồi. Mấy đứa em nhỏ thích nó tắm kìa bạn. Trời ơi gan chứ hả? Quay lại mấy con, quay lại nè. Ôi hay quá ta. Chiếc xe này là không có sợ chết máy nè đúng không? Xe này không sợ chết máy. Ghé các bạn ha. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tiếp về Bến Ninh Kiều bạn, để ghi nhận một số hình ảnh vào chiều nay. Cần Thơ chúng ta thì bây giờ đâu đâu cũng vậy các bạn ha, quá xá rồi. Nhất là khu bên đây nè, bên đây là ngập Bình Địa luôn nè. Còn giờ này thì cô chú chở về Bình Thủy là chắc có lẽ là lên tới gúng luôn á. Bà chị chạy ra nè, cô chú nhìn ra cái này ở trên lề rồi nha, ở này đang ở trên lề nè. Dám xuống không chị, dám xuống không hả? Em nãy em chạy lên đó em bắn hồ bắn vía luôn á. Mạnh quá nha, có chạy là chạy hụt qua một cái là nó mới không tắt máy đó. Hỗ trợ ông Tùng ơi, hỗ trợ cho em gái qua cái đoạn đường này cho đi công chuyện kìa. Không, cái này phải cho lên xe chạy nhanh quá em. Chạy hụt qua một cái là luôn. Đằng này cạn hơn nè. Không 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 cho mấy đâu qua rồi chạy thôi. Được mạnh ra luôn á. Chết luôn. Quá chạy luôn. Chuẩn bị đẩy kìa. Chuẩn bị đẩy kìa, xe nó tắt chắc luôn á. Hai chiếc luôn à. Quá rồi. Trời ơi. Một chiếc khủng luôn à. Đi đi nào. Mấy ông buổi chiều này tôi tưởng hết trời về buổi chiều này đâu, nhiều dữ vậy ta. Tưởng đâu bữa nay gặp ít. Không ngờ bữa nay gặp quá trời nhiều luôn. Gặp thế tưởng rồi bỏ xe không luôn rồi đó. Bỏ xe luôn á. Không chứ nữa là đâu xa luôn á. Bây giờ mình di chuyển về Bến Ninh Kiều đi. Chỉ Bến Ninh Kiều nè. Hả? Nè chỗ anh đứng nè. Nè em nhìn nè. Ngang đầu gối luôn á. Được không? Được thì anh kêu ông Tùng chạy cho. Ông Tùng chạy ra giùm ông Tùng. Đây. Ủa nhập qua em... luôn nè. Em nhanh nhanh đi, nó tới cái lốc máy luôn rồi kìa. Nó sâu lắm rồi đó, ngang chạy không được đâu. À. Con lùi lùi lại đây. Con lùi lại đây cho chú chạy xe qua con. Lùi lại xích đây chú con. Ông ổn ổn nhanh qua nha. Xích ra con. Rồi quá. Còn một chiếc nữa.
Con không sợ hả? Con có gì không sợ? Nè con bắt đầu ra nè. Nè 1, 2, 3 ra. Nó suốt trên con rồi. Ông ơi đẩy tiếp á, đẩy tiếp á. Đẩy tiếp là qua được hả? Khoan từ từ em. Em chạy tránh ra, tránh ra cho chị không ra. Đẩy mạnh ra nha. Tiếp luôn. Hên quá. Hay, ông Tùng làm việc phước rồi đó ông Tùng. Rồi đi. Để. Con đừng có đập nó văng tùm lum nè. Con vui lắm hả? Con không sợ hả? Con có gì đâu mà sợ. Hả? Con có gì đâu mà sợ. Nước hồi nó cuốn con liền ống cống luôn á. Hai cô chú nhìn thấy đằng này nè ha. Hết bán luôn hai em. Chắc này quá nước rồi. Hả? Lấy bà mình nhậu luôn hả? Nè chào anh cái nè, để anh quay cho bà con xem nè. Đó. Rồi. Rồi mình đi. Các bạn thì bây giờ mình tạm sao rồi ở đây các bạn ha, để đi về Bến Ninh Kiều giờ tối nay. Rồi chào con nha. Tắm chút thôi về nha. Xong lắm rồi đó, nước càng lúc càng sâu rồi đó. Em cứ nghĩ là buổi chiều này không có giữ không á. Ừ. Hai già buổi chiều luôn. Chiều này mà cỡ này nè. Rồi các bạn ha, thì nhìn thấy bây giờ là nguyên một cái tuyến đường luôn nè. Giờ này là 6 giờ chiều ngày 16. Thì tuyến đường này cô chú sẽ về được Nguyễn Văn Cừ, Nối Dài đến Võ Văn Kiệt. Đường này cô chú sẽ về được An Giang, Long Xuyên. Rồi chúng ta sẽ quẹo đường này các bạn ha. Bạn ha, đoạn đường này là mình sẽ đi về được Bến Ninh Kiều. Và đoạn đường này à, cô chú nhìn thấy nè, quá xá rồi. Trời ơi, có cái hẻm kìa. Hẻm 38. Dạ các bạn ha, thì bây giờ em đã đi đến được Bến Ninh Kiều. Cô chú nhìn thấy bây giờ Bến Ninh Kiều của chúng ta, ngoài cái cấp bậc của cái hành lang đi thông lộ đây thì không có ngập, còn ở dưới thì ngập quá xá rồi. Rồi thì bây giờ em sẽ băng qua đường này quay cho cô chú xem ở phố đi bộ ha. Đây thì bây giờ giờ này cô chú có thể nhìn thấy đây là tiếng sông Hậu của chúng ta. Rồi xa xa bên kia chính là cầu Cần Thơ, mà chắc này tối quá cô chú không có nhìn thấy được. Thì bây giờ cô chú có thể nhìn thấy cảm nhận với em nè. Đây chính là khuôn viên ha. Khuôn viên, còn ngoài kia là sông. Rồi sông với khuôn viên bây giờ là bằng nhau luôn. Mình cảm giác quá ghê rồi. Đây thì cô chú nhìn thấy đây nè, đây là chính tiếng sông Hậu ha. Sông Hậu đây là mà đằng kia chính là cái bến phà đó. Bến phà cô chú đi được Dạ thì tuyến đường ở bên ngoài là do bị ngập quá nhiều các bạn, cặp dòng sông Hậu đó ở bên kiều của chúng ta, nên các anh bảo vệ không có khuyến cáo mình đi bên ngoài quan sợ bị gò gỉ điện á, đặc biệt là những cái trụ điện như thế này nè cô chú nhìn thấy nè, mình lại gần nó rất là nguy hiểm luôn ha. Rồi thì bây giờ mà tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng tham quan một vòng ở đường Đại Lộ Hòa Bình cũng như là ở Bến Ninh Kiều. Sông với lộ là bằng nhau luôn. Rồi đèn xanh đèn đỏ chắc này tắt luôn rồi. Đó luôn. Mát hết gì rồi. Con ăn cửa rồi. Không phải. Dạ thì nơi em đứng đây chính là đường Mậu Thân cô chú ha. Đường này cô chú sẽ đi về được đường sân bay Võ Văn Kiệt.
Thì cô chú nhìn thấy bây giờ mọi người đã chuẩn bị ứng phó cho cái lực nước ngày mai. Ngày mai là ngày mùng 3 đỉnh điểm mà cô chú ơi, mọi người đã chặn lên rất là cao kìa, gần 1 mét luôn á, 1 mét bạc. Thì giờ này nước cũng không có nhiều. Giờ này là nước bình lại cô chú ha, nhưng mà chẳng có thấy ngập lai gai. Ví dụ cái nền nhà ở nơi vùng trũng. Đây hả? Đó chính là đường đi vào công ty. Cô chú nhìn thấy mọi người đã chặn cao gần 1 mét luôn rồi đó. Rồi còn bên đây thì cô chú nhìn thấy nè. Đây tuyến đường mậu thân của chúng ta bây giờ cũng ngập là linh láng luôn, nhưng mà không có bằng buổi sáng. Rồi thì bây giờ đây là một trong những video giá trị em gửi cho cô chú xem. Những ngày chiều cường lên rất là cao ở thành phố Cần Thơ của chúng ta. Chắc có lẽ là video này cũng quá dài các bạn ha. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị cô bác trong clip kế tiếp. Em cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành ủng hộ và xem hết video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại. Dạ thì cô chú anh chị và các bạn xem video nhớ tặng cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có thêm động lực cho nhiều video hay và hấp dẫn hơn. Đi xe bốn bánh sau lưng. Ôi ngập quá rồi. Kiếm chỗ đậu xe mới được để hồi chết máy đó. Không được. Thôi cũng không ngập. Không quá chết máy đâu. Qua đó kìa, qua đó, qua đó, qua đó. Qua đó, qua đó. Ôi, tại kia có cái đường nhập qua. Mày muốn bán gì nữa chàng? Xe cộ gì nè. Ủa ngập kìa. Quá xa luôn á. Bây giờ mình thấy cái dòng đó này. Dạ thì đây là đường Cách Mạng Tháng 8. Buổi chiều ngày 16 cô chú có thể nhìn thấy giờ này là gần 7 giờ tối rồi nè. Nước bớt lên nè các bạn. Tuy nhiên ống cống của chúng ta không thoát kịp ha. Giờ này vẫn còn ngập rất là cao. Có một số cô chú bị tắt máy. Chạy ngang tuyến đường này em rất là sợ luôn cô chú. Tại vì nó ngập gần tới lóc luôn nè. Rồi thì bây giờ em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng tham quan ghi nhận một số hình ảnh tại thành phố Cần Thơ đường Cách Mạng Tháng 8. Dạ đường này cô chú sẽ quay về được Bến Ninh Kiều ha. Còn phía sau lưng của em thì cô chú sẽ trở về thành phố Long Xuyên, Trà Nóc, Ô Môn, Thốt Nốt.